trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Christopher H. Howe of the Earth and Environmental System Institute tại Đại học bang Pennsylvania và các cộng tác viên đã đưa ra bằng chứng về các dấu hiệu carbon bất thường được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa bởi máy thám hiểm Curiosity của NASA. Kể từ khi hạ cánh lên sao Hỏa vào tháng 8 năm 2012, tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã khám phá miệng núi lửa Gale và khoan vào bề mặt để thu hồi các mẫu đá trầm tích trên khắp khu vực. Để phân tích lượng carbon trên bề mặt sao Hỏa, các mẫu đá thu được nung đến nhiệt độ cực cao để biến đá rắn thành khí. Sau đó, phân tích quang phổ của khí có thể được thực hiện để cho phép các nhà khoa học hiểu được thành phần của đá được lấy mẫu. Các mẫu đã phát hiện ra một loạt các đồng vị carbon khác nhau, đặc biệt là carbon 12 và carbon 13. Đồng vị của một nguyên tố cụ thể là các nguyên tử có khối lượng khác nhau do sở hữu một số lượng neutron khác nhau. Sự phong phú đồng vị có thể giúp khám phá những manh mối quan trọng trong quá trình tiến hóa hóa học và sinh học của các hành tinh. Carbon là một nguyên tố cực kỳ quan trọng vì nó rất quan trọng đối với tất cả sự sống trên trái đất. Do đó, việc đo lường mức độ phong phú của đồng vị carbon có thể cho chúng ta biết quá trình hóa học nào phổ biến nhất trong môi trường đang được nghiên cứu. Một số mẫu do Curiosity thu được đã cạn kiệt rất nhiều carbon 13, trong khi các mẫu khác được làm giàu carbon 13. Hào nói rằng lượng đồng vị này trong hệ mặt trời của chúng ta được thiết lập khi hình thành nó, nhưng vì carbon 12 phản ứng nhanh hơn carbon 13. Sự phong phú tương đối của từng loại trong các mẫu đá có thể tiết lộ lịch sử của chu trình carbon trên sao Hỏa. Các giả thuyết được nhóm phát triển về nguồn gốc của các ký hiệu carbon này phải dựa trên hành tinh mà chúng ta hiểu rõ nhất, trái đất. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng lịch sử địa chất và điều kiện hiện tại trên trái đất và sao Hỏa rất khác nhau nên cần phải thận trọng khi đưa ra những kết luận này. Nhóm các nhà khoa học đưa ra một số giải thích khả thi cho các dấu hiệu carbon bất thường. Carbon có thể đã được lắng đọng từ một sự kiện hiếm hoi xảy ra cách đây vài trăm triệu năm. Trong đó, hệ mặt trời đi qua một đám mây phân tử khổng lồ dầu bụi carbon, tia cực tím tương tác với khí carbon dioxide trong khí quyển sao Hỏa, tạo ra các hợp chất hữu cơ mới được lắng đọng trên bề mặt, hoặc sao Hỏa có thể đã có những chùm khí metan lớn được giải phóng từ bên dưới bề mặt của nó. Sau đó, khí metan có thể bị tiêu thụ bởi các vi sinh vật trên bề mặt của nó, hoặc có thể phản ứng với tia cực tím và được lắng đọng trực tiếp trên bề mặt. Điều này có nghĩa là đã có sự sống trên sao Hỏa. Thật không may, có lẽ là không. Không có kết luận chính xác nào có thể được đưa ra về nguồn gốc của các dấu hiệu carbon trên sao Hỏa cho đến khi có thêm bằng chứng về lịch sử địa chất của sao Hỏa. Dù thế nào đi nữa, các nhà khoa học khẳng định rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên sao Hỏa cổ đại từng tồn tại một chu trình carbon độc đáo không giống bất cứ thứ gì tồn tại trên trái đất ngày nay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.